Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Nay mình cùng đồng bọn của mình đi xuống dưới mấy biển lá, đi phá rừng, đi phá núi, đi phá làng, phá xóm các bạn. B đang chuẩn bị làm cái dầm mày, cái này móc nó cong thôi. Làm cái dầm B ghe. Đó, móc thôi, cong á. B chuẩn bị làm cái dầm móc ghe các bạn. Thì mình có đem theo cái ở cho sáo để mà gặp cái gì thì bem ở đó, ở vòng vòng cái khu vực dưới xẻo các bạn. Còn mình đã mượn được một chiếc xuồng, chiếc xuồng ở thập kỷ quá, 1800 nè. Tôi được sóng đá nè, nè sóng đá nè, còn gì đúng như vậy. Trời xuồng sao đi được 4 thằng trời. Trời ổn không trời? Ổn không ba? Trời. Vô là lụm rồi. Ừ là trời. Tám sinh là lụm rồi. Sáng. Lấy vài cây nữa, lót rồi luôn. Rồi. Có thể cái gì, có thể chúng ta sẽ đi tàu lặn rồi. Đi uống sữa có chai chín không? Này hành trang của tụi mình là gồm có bịch muối sinh tồn, cây dao nhỏ nhỏ, đường, nước đá, bi và hai cái muỗng, ba cái muỗng các bạn. Còn hồi đường nước đá này mình sẽ làm cái món về nước sao? Giờ là anh ba đang chuẩn bị ghe. Còn cái nào xì không? Dạ. Cái xì không vậy? Không, chấm lại rồi, xì chấm lại rồi. Coi coi, nhiều khi cái ghe này nó trá hình là với tàu lặn đó. Dạ, mấy cây dừa nước làm cái chỗ ngồi. Cái dưới đường nó trá hình làm tàu lặn báo nữa. Này là hên xui rồi. Này là mình chơi này hên xui rồi. Hình như là thấy có dừa kìa. Nè, ở đây có cái gì nè. Hên xui rồi. Cái này đi phá với gần bữa với biển lá các bạn, ở đây mũi lắm. Mình gọi cái này là biển lá. Mũi rất là nhiều. Trời ơi, chặt hai ba tàu lá bỏ lót xuống là ngồi được rồi. Giờ mình sẽ qua đen trộm dừa ở đây nè, xuồng nè mọi người. Trời mệt. Giảm cân đi nha. Trời ơi. Xuồng là 4 người phải ru. 80 kg luôn mọi người. Con cá nó xì nước vô thôi à. Ừ, có cái đình đi ghê quá nhìn ba. Cái gì gõ gõ nó không vậy? Để một cái để chích ngừa bệnh luôn á, xét có thấy không? Cái chiếc xuồng thì sao thấy sợ, có lộ lũng vậy chim nghe. Rồi nãy ném ném rồi. Trời, lần đầu tiên đi chiếc xuồng mà phải hồi hộp như thế này. Yên tâm đi, anh yên tâm đi. Sợ dữ trời. Yên tâm đi, nhà nước cái gì. Đây. Này ba báo. Đó là gà cá, gà đen đâu chứ. Anh em đang đi về. Bơi đâu. Ồ già ông nội ơi. Mấy anh em mình bắt đầu trẻ. Trời ơi. Rồi. Để đe. Nó cứng ngắc nè mọi người. Ê, không xuống đầu xuống nha, không đầu xuống nha. Ê, không chừng cái này nó già này nhưng mà ruột ở trong nó cứng lắm mà. Già thì ruột. Thì đó, câu nói đúng rồi. Không chừng nó già mà ruột ở trong nó cứng. Tại sao không lấy dao dọn luôn đi rồi đặng mình hồi mình về đó. Mình bị lọt vô dùng biển lá các bạn. Bê không dọn phụ luôn đi hồi mình về nữa. Lúc mình về nó chơi vậy vậy. Chặt cái xác vô. Nè đầu xuống luôn rồi, hết qua bên thôi. Này mới tụi mình phải dọn cái khu vực này mới được. Ở đây dạt nhiều lắm. Rồi kiếm ba cao đó tiền. Cùm bê nó chặt anh em. Cái gì với bê, gì mũ với dính. Đó. Mũi nè. Mẹ ơi, có gân nhẹ nghe. Có gân nhẹ. Non rồi. Hơi cái này chặt trắng cháo. Rồi ơi vậy, xuống nhẹ quá. Rồi trắng cháo anh em ơi. Cháo rồi. Tối anh em ơi. Còn bắp chưa hết mà. Tại cô bê đang thử cái bùn nước mà. Chắc nào môn đó. Này có thể ăn được nè. Có không có cái không? Nhìn nè. Có cái là được.
Có cá không Huệ? Cái gì? Bự gì mà đâu nè? Đâu. Lại là đâu nè? Đây người ta đi săn hết rồi. Trời ơi bé ơi, cái này mới thử trượt 3 ngày. Não kìa. Mua được rồi nè. Nè mới thử nè. Không, anh ơi, cái đó người ta thử mà. Nhưng mà mấy ngày nay là nào rồi đó. Đọc đi. Ừ. Ta thử còn ngon, ta bỏ cái ta đút cái rồi. Ở đây cái còn thấy cái luôn. Ở đây nhiều người săn săn cái này quá mọi người. Đi 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 7 kg 8 kg lận nha. Cô B đang ăn chặt dưới nước mọi người. Cái bồ này nặng nè, anh ba tiếp tiếp ba ơi. Quay cái trái này nè. Im im im. Ờ nó trong bóng im cái này. Người ta thử rồi, người ta để dành đó. Cái này con cái gì không cái nó chưa đặt được bao nhiêu. Ta để dành mình ăn hả? Ta để dành mới chiều tôi lại tôi ngay đây tôi đặt cái ngon. Cái này ngon nè. Mình ăn cái ngon trước đi. Nhìn ta làm dấu đây ha. Ta làm dấu á. Nhưng mà xui là bữa nay mấy anh em anh đi đi xa mọi người. Ta bơi ngang cái nhìn mặt bè là trắng trắng tôi nhớ cái bụng đó là đang gần già đó. Trái rồi. Giờ tôi đuống. Anh ba với Sang đang xử lý dao này không đủ lực à. Chặt cái nhẹ chân vô trong cái sườn đó. Chặt cái nhẹ chân vô trong cái sườn ghe đó. Cái đây đầu ở gần gần đầu anh ba. Dạ, cái đây. Gần đầu này nè. Đó. Đó. Xong rồi, lấy cái dao của bê đưa giùm nha. Dao bê cắt. Dao bê mới dập được à. Nó có sức không? Nó dạ. Yêu cầu ra được một trái thôi. Cái bự luôn, cái dưới là ừ. Ê. Ê. Không được rồi. Điểm 3. Em ngồi trước cái mũi dao kìa. Anh đang ngán. Hiểu không? Lấy cái dao của ấy. Bê phát hiện ra một buồn nữa mọi người. Mấy này mình đang đi mót lại dưới nước nè mọi người. Cái đoạn đường này mình ta đốn quá trời rồi. Nè, anh quay cái trái nó bị chặt rồi nè, nó có thịt lúa rồi đó thấy không? Em mà không biết lỗi. Bà nói như vậy nè Tiền. Ừ nè 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 nó nè. Lúa ra nữa nè. Bị trang vậy đó. Nó chưa có đầy trái. Nó chưa đó. Trái dừa nhiều. Giờ mình đi lại mình chỉ nhìn dấu cũ rồi dứt thôi, mình khỏi cần đập. Kìa đó con trái này kìa. Kìa đó trái này. Người ta thử người ta điều luyện hơn mình nhiều. Kẻ có kẻ 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 bé có thịt luôn kìa. Đi thử đó, cái búa chặt vô nó ok hơn. À rồi xong rớt mất đây buồn nè. Rồi. Người ta chặt lúa thịt rồi ta để nè. Không chừng ta mới chặt đi ngang đó bê. Dấu này 2 3 ngày rồi. Không đâu. Trời ơi, người ta chặt yên buồn nè bê ơi. Đó nè, cái này cái còn non nè, cái dấu mới. Cái mới. Đầy rồi, này thử luôn đi, thử luôn đi. Còn cao quá. Mới đi à. Mỏng. Nước không à. Cái này ngon nè. Dày đã ăn trời hết trời. Ăn cái nào mới. Quá đã mà. Con này người ta chia nhỏ ta bỏ lên em ơi. Mình lấy con tay ấn là chạy lên. À. Mình đừng cắt văng em bỏ đi nha. Đấy, con này ta chia nhỏ. Ôi cũng là hơi cứng rồi. Hơi cứng rồi bê. Cứng dẻo gì lên chỗ. Rồi ở dưới nó già nó cứng rồi. Rồi. Nó chuối đi. Chặt vô vừa này được rồi. Đập đập hết luôn đi. Đập hết được người ta chặt. Ngồi nhà ta. Cứ ngồi thế này rồi. Đó. Đi kiếm giạc đi bê. Ngon. Đi sang đây. Lâu lắm rồi cũng không ăn này. Còn cái dao nữa mà. Em chỉ lễ thôi chứ em đâu có làm được gì đâu. Cái màu thì ok. Bỏ đá xong rồi. Đó là về. Đẹp lắm rồi. Ngon. Tiếng mấy hai tiếng hồ ăn uống. Ngon. Chi xuồng này. Thì là bữa nay bắn thì không được, có con cũng mèo. Mà ăn thì rất là no. Rồi là về nước có điều nữa mẹ đem về nữa nha. Rồi cũng kết thúc video cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy video sao có hay cho sao có like một lượt lên cái kênh nha. Rồi tạm biệt cả nhà.